loạt nghệ sĩ Việt mắc bệnh là y học cũng phải lắc đầu. Là con người sinh lão bệnh tử là những chặng ai ai cũng phải trải qua. Nhưng ở giai đoạn bệnh lại là trẻ mà bệnh lạ, bệnh hiếm có lẽ là điều khiến ai ai cũng phải bối rối, bất kể người thường hay người có tiếng. Như hậu Hoàng My, ca sĩ Đăng Khôi hay ca sĩ Phan Đình Tùng. Vâng, thưa quý vị, người đẹp Hoàng My sinh năm 1988, cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Hoàng My ở hiện tại đang theo đuổi công việc sản xuất phim, làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc. Với những năng lượng tích cực mang đến cho người hâm mộ, ít ai nghĩ rằng cô ấy phải mang trong mình một túi nước lạ. Theo Hoa hậu Hoàng My chia sẻ, một lần khám sức khỏe định kỳ, cô phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh. Thời gian trôi đi thì túi nước phình to lên, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể của Hoàng My. Chia sẻ về căn bệnh, Hoàng My từng bày tỏ: "Tôi đã đi rất nhiều nước ở châu Âu để thăm khám, các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân có túi nước này trong cơ thể của tôi. Tuy nhiên túi nước ngày càng lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi luôn thấy bụng khó tiêu, căng tức. Tôi lo sợ mình không thể qua khỏi." Trước đó ở Việt Nam, Hoàng My cũng đã thăm khám ở những bệnh viện đầu ngành nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán nó bắt nguồn từ khoang sau phúc mạc và không có cách điều trị dứt điểm. "Tôi từng nghĩ không thể có con vì túi nước sẽ chèn em bé, sợ gây nguy hiểm cho con và mình nữa. Lúc trước tôi nghĩ bản thân không sống được lâu, không nên lập gia đình hoặc có con vì nếu có chuyện gì thì thương bé lắm." Tuy nhiên thì với mong muốn được làm mẹ và điều trị dứt điểm từ khi có bạn trai thì Hoàng My đã quyết định là nhập viện ở Áo vào năm 2023. Trong quá trình điều trị bệnh lạ thì Hoàng My luôn được bạn trai Việt Kiều đồng hành. Người đẹp nói bạn trai có nhiều mối quan hệ nên đã tìm được các bác sĩ giỏi tại Áo để điều trị cho cô, giúp cô chi trả mọi chi phí. Cùng năm 2023, Hoàng My đã mang thai con đầu lòng với bạn trai ngoại quốc. Cô chào đón con gái đầu lòng Ayla bằng phương pháp sinh thường vào tháng 4 năm 2024. Ở Áo thì Hoàng My được bạn trai và gia đình anh chăm sóc chu đáo. Mẹ anh giúp cô chăm em bé, nấu nướng cho cô hàng ngày. Còn bố của bạn trai thì thường mang theo nhiều thực phẩm đến cho gia đình của các con. Trên cá nhân, Á hậu Hoàng My chia sẻ cô sống bỉm sữa nhiều người mơ ước. Có thể thấy là cô sống trong một biệt thự rộng lớn, ngay đưa con đi ra ngắm hoàng hôn, vô cùng lãng mạn. Vào đầu tháng 8 vừa qua thì Á hậu Hoàng My cũng đã gây chú ý khi mà hé lộ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái trong chuyến dạo chơi hòn đảo lớn thứ hai của vùng biển Địa Trung Hải. Như vậy, có thể thấy hiện tại Hoàng My đã ổn sau khi được điều trị, dù chưa biết tương lai như thế nào. Đăng Khôi không phải cái tên xa lạ của khán giả 8X9X. Sau nam gây thiện cảm với công chúng nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp, xuất hiện trong chương trình The Khang Show. Đăng Khôi chia sẻ vào một ngày của năm 2011, khi thức dậy thì anh ngã xuống giường và không còn nghe thấy tiếng bà xã gọi. "Khi tôi vừa thức giấc, tôi ngã cắm mặt xuống đất và nguyên ngày hôm đó tôi chẳng nghe thấy Thùy Anh nói gì. Sau khi đi khám, tôi mới biết là mình bị bệnh rất nặng về tai, nó có tên là cholesteatoma. Tôi đã đi nhiều bệnh viện khác nhau và bác sĩ nói rằng trong vòng 2 tuần tới phải phẫu thuật vì nó đã ảnh hưởng đến sát xương của vỏ não." Thậm chí khi điều trị, bác sĩ cũng tuyên bố Đăng Khôi khó có khả năng trở lại con đường âm nhạc với thính lực như vậy. Nam ca sĩ trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn vào năm 2011 và 2020, khó khăn chồng chất khó khăn khi mà vào đúng thời điểm gặp biến cố sức khỏe, cũng là khi mà mẹ ruột và mẹ vợ của Đăng Khôi phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Trong suốt 10 năm, gia đình nam ca sĩ phải bay qua Singapore hàng chục lần, thậm chí có khoảng thời gian cả nhà phải ở lại cả tháng. Từ chi phí điều trị cho tới di chuyển, khách sạn ăn uống, gia đình Đăng Khôi tốn rất nhiều tiền. Đến năm 2022, Đăng Khôi chia sẻ tin vui là mẹ của nam ca sĩ sau thời gian dài điều trị đã thành công kiểm soát được căn bệnh. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Đăng Khôi đã trở lại đầy ngoạn mục ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây thì nam ca sĩ khiến khán giả bồi hồi và bất ngờ khi tự tin thể hiện vũ đạo qua mashup Cô Bé Mùa Đông và Thương 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 Yêu Yêu Yêu. Tiết mục của Đăng Khôi nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả. Cũng trong chương trình này, nam ca sĩ cho biết ở tuổi U45, anh gặp áp lực về tuổi tác, sức khỏe, cơ thể không còn dẻo dai như lúc trẻ. Dù vậy thì sau nam vẫn cố gắng luyện tập để có thể trình diễn phần vũ đạo sôi động trước những người yêu mến mình. Phía dưới sân khấu, gia đình của Đăng Khôi xúc động khi thấy ca sĩ vẫn giữ được năng lượng cũng như lửa nghề từ ngày nào. Họ cùng khán giả dành cho anh những tràng pháo tay vang dội. Chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc sau hơn một thập kỷ tái xuất, Đăng Khôi nghẹn ngào bày tỏ: "Trong suốt những năm tháng qua, âm nhạc chưa bao giờ rời xa tôi. Tôi biết rằng con đường trở lại không hề dễ dàng, nhưng với tất cả tình yêu và sự nỗ lực, tôi tin hành trình này sẽ đầy ý nghĩa." Những chia sẻ của sao nam đã khiến không ít người bày tỏ sự xúc động. Cũng tại sân khấu ngày trở lại, anh không quên gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến bà xã Thủy Anh, người đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt chặng đường trở lại việc ca hát. Với Hoàng My hay Đăng Khôi, có lẽ ít ai biết những căn bệnh lạ họ gặp phải. Còn với Phan Đình Tùng thì căn bệnh ấy đã đồng hành với anh suốt mấy mươi năm qua. Đó chính là mái tóc nuôi mãi chẳng dài, cũng không phải là phong cách style gì, mà đó chính là căn bệnh mà Phan Đình Tùng gặp phải.
Chia sẻ với báo chí từ năm 2025, Phan Anh Tùng cho biết tôi luôn mơ ước về một hình ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn với mái tóc bồng bềnh trên sân khấu. Vậy mà chớ trêu, tự nhiên tôi lại mắc một chứng bệnh tai quái khiến tóc không bao giờ mọc được nữa. Khi biết tin đó, tâm trạng tôi thật khủng khiếp, tôi chênh choáng, đau khổ, chán nản, tự ti. Mẹ cũng buồn cho cái đầu đặc biệt của con trai, chứng kiến tâm trạng của tôi. Mẹ còn buồn hơn, nhưng bà không muốn tôi quá buồn mà bỏ đi ước mơ. Để tránh gây sự tò mò, thậm chí là một sự gì đó không tốt trong mắt khán giả, nhất là khi thể hiện những ca khúc trữ tình lãng mạn, Phan Đình Tùng đã dùng chiếc khăn chít đầu để che khuyết điểm, đồng thời cũng coi đó là món đồ trang sức phụ trợ cho ca sĩ mà ai nhìn thấy cũng hợp lý vô cùng. Cái đầu trọc đã đem lại cho tôi những nhầm lẫn đáng yêu, nhưng đôi khi lại cười ra nước mắt. Không ít lần tôi được một số thanh niên chẳng mấy hiền lành nhầm là chiến sự, thậm chí có ý định lôi kéo tôi vào nhóm trông mày rất có phong cách. Giống như Đăng Khôi, Phan Đình Tùng cũng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đến với chương trình thì Phan Đình Tùng cho biết bản thân không có bất kỳ áp lực nào. Nam ca sĩ xem đây là một cuộc chơi mà anh có được chứ không có gì để mất. Với việc phải dừng chân sớm tại chương trình, Phan Đình Tùng cho biết là bản thân cũng vui vẻ chấp nhận. Tôi có một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật cho nên không cần e dè hay ngần ngại gì hết. Thông qua chương trình thì tôi sẽ học hỏi được các đàn anh và đàn em nhiều thứ hơn. Nói là học hỏi và cũng chính là sao Nam thổ lộ vũ đạo là điều khó khăn nhất đối với Phan Đình Tùng. Sau buổi tập thì đầu gối của tôi lại sưng lên, tôi bị thoái hóa khớp và khô khớp nên là khi nhảy nhiều khớp gối sẽ bị cứng lại, làm đau rất nhiều. Tôi phải đi tiêm thêm chất nhờn vào đầu gối và mỗi lần nhảy thì tôi phải bó gối rất chặt để hỗ trợ cho dây chằng. Vì vậy, bản thân tôi cũng có một chút áp lực về chuyện nhảy nhót. Trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Phan Đình Tùng có một sự nghiệp vô cùng thăng hoa. Sau Nam sinh năm 1975, được biết đến là cựu thành viên nhóm MTV nổi tiếng ở thập niên 2000. Khi nhận thấy nhóm có dấu hiệu đi xuống thì nam ca sĩ đã quyết định tách ra để xây dựng sự nghiệp solo. Nhắc về khoảng thời gian đó thì anh cho biết bản thân từng cảm thấy trống vắng, lạc lõng những ngày đầu tách nhóm. Khi hoạt động solo thì Phan Đình Tùng liên tục để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc như là Bởi Vì Anh Yêu Em, này, Kiếp Đa Tình, Cạm Bẫy Tình Yêu. Năm 2004 thì nam ca sĩ đã gây bão làng nhạc Việt với khúc hát Mừng Sinh Nhật do anh sáng tác và thể hiện. Sau 20 năm thì ca khúc này vẫn giữ được sức nóng, thậm chí còn được xem là bài hát quốc dân trong các buổi tiệc sinh nhật. Cũng vì thành tích này mà nhiều người cho rằng Phan Đình Tùng khá là dư giả. Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông vừa qua thì ngôi sao 7X cho biết tiền tác quyền của ca khúc không quá cao như mọi người nghĩ. Dù vậy thì anh từ chối tiết lộ về doanh thu nhận được từ ca khúc. Đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Phan Đình Tùng ấp ủ ý định làm mới khúc hát Mừng Sinh Nhật bằng một MV với sự hòa giọng của ban già nghệ sĩ. Bên cạnh sự nghiệp viên mãn thì giống như Đăng Khôi, với một gia đình hạnh phúc, Phan Đình Tùng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh ca sĩ Thái Ngọc Bích. Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và hiện có hai bé là Châu Ngọc sinh năm 2012 và Trí Đức sinh năm 2021. Sau kết hôn thì bà xã của Phan Đình Tùng gần như lui về ở ẩn để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Bạn nghĩ sao về ba nghệ sĩ trên ở hiện tại cũng như những căn bệnh lạ mà họ gặp phải?